Xin cảm ơn các bạn đã tiếp tục đón xem video tiếp theo của Lộc. Và mở đầu video này, Lộc muốn nói rằng là Lộc rất thích và rất ham thích và luôn ước muốn để được chia sẻ lời với Đức Chúa Trời. Và thành công của Lộc có lẽ là chính là nhìn thấy các bạn được thay đổi, và đó là những gì mà Lộc cố gắng, Lộc làm, yêu thích, ham muốn lời với Đức Chúa Trời chia sẻ ra. Nhưng điều mà Chúa còn ước ao hơn nữa, và Chúa còn thích hơn nữa, và Chúa sẽ sử dụng mỗi anh em và mỗi chúng ta chia sẻ lời của Đức Chúa Trời. Và có một điều cực kỳ quan trọng, đó là điều mà Đức Chúa Trời sẽ yêu thích làm và Chúa sẽ luôn luôn làm, đó là khi lời Chúa ban ra thì quyền năng sẽ đi theo lời của Ngài. Quyền năng này sẽ thay đổi và quyền năng này sẽ phục hưng, thì quyền năng này sẽ làm nên những điều lạ lùng vĩ đại. Và trong cái video thứ hai này thì Lộc muốn nói về cái việc chia sẻ lời của Chúa, cái công việc nói và ban ra phúc âm, cái công việc mà chúng ta giảng dạy lời của Chúa. Thì đối với Lộc, cái công việc chia sẻ giảng dạy lời Chúa thì đối với Lộc định nghĩa bằng bốn từ, đó là hệ trọng và nguy hiểm. Vì sao lại hệ trọng? Bởi vì Thánh đồ Phaolô nói rằng đức tin đến bởi sự người ta nghe. Người ta nghe ấy là khi lời Chúa được rao giảng, hay là Chúa được công bố, hay là Chúa được nói ra. Đức tin đến bởi sự người ta nghe. Người ta nghe, người ta nhận biết thông tin về Chúa, thì Thánh Linh của Chúa hành động trong lời Ngài thì họ sẽ tin Ngài. Và đó là lý do vì sao Lộc nói rằng việc chia sẻ lời Chúa, giảng lời Chúa, dạy lời Chúa, nó rất là một việc quan trọng, một việc hệ trọng, chứ không phải là quan trọng nữa. Nó phải là hệ trọng, nó rất là cấp bách. Bởi vì thời kỳ cuối cùng đã đến gần, nước thiên đàng đã đến gần. Mọi người cần phải được ăn năn, cần phải được cứu rỗi và tha tội. Linh hồn phải cần được cứu. Linh hồn của chúng ta sang thế giới bên kia, nó sẽ không chết, mà nó sẽ bị xét đoán để trả giá cho những gì chúng ta làm, trả giá cho những gì tội ác chúng ta đã gây ra. Và nếu như chúng ta không mau chóng, không nhanh chóng chia sẻ lời Chúa, chúng ta không định nghĩa việc chia sẻ lời Chúa là một việc hệ trọng, thì còn biết bao nhiêu tha nhân nữa, còn biết bao nhiêu con người khác nữa đang chờ đợi cứu rỗi mà không thấy. Còn vấn đề thứ hai mà tại sao Lộc lại nói là việc chia sẻ hay giảng dạy hay nói ra lời của Chúa, nói ra về phúc âm tin lành của Chúa này là việc nguy hiểm, và Lộc định nghĩa nó rất là nguy hiểm. Bởi vì việc nói ra phúc âm của Chúa, hay nói ra lẽ thật lời Chúa, hay nói về Chúa mà chúng ta nói sai một điều gì đó thì rất là nguy hiểm. Ví dụ chúng ta làm những công việc bình thường như là buôn bán, nếu chúng ta buôn bán mà ta bán nhầm giá, nói sai giá thì chúng ta đã mất tiền rồi. Rất là nhiều các công việc khác là nguy hiểm, bởi vì nó ảnh hưởng đến tiền bạc, ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta. Nhưng mà cái công việc chia sẻ lời của Đức Chúa Trời và nói ra lời Đức Chúa Trời, cái công việc chia sẻ lời của Chúa nó liên quan đến linh hồn của chúng ta. Và chúng ta biết rằng nếu ta chia sẻ lời của Chúa, chia sẻ phúc âm của Chúa, chia sẻ về Chúa và sự cứu rỗi của Ngài, chia sẻ sai thì cái chết sẽ đến với linh hồn của chúng ta. Đây là công việc này nó cực kỳ nguy hiểm. Nếu bạn mất tiền, ngày mai bạn có thể làm lại được. Nhưng nếu các bạn chia sẻ sai lời Đức Trời thì Thánh Linh không thể vận hành được, mà thay vào đó ma quỷ sẽ vận hành. Và khi ma quỷ vận hành thì sự chết sẽ đến với linh hồn người ta. Thế nên là công việc chia sẻ lời của Chúa đối với Lộc nó cực kỳ nguy hiểm. Lộc muốn nói với anh em, chia sẻ với anh em là khi anh em chia sẻ lời Đức Trời, hãy cố gắng cân nhắc những gì mình và suy nghĩ. Cái gì mình không biết thì đừng nói, và cái gì mình không dám chắc cũng đừng nên nói ra. Muốn chia sẻ cái điều này để căn dặn chính bản thân mình, để khi mỗi lần đọc làm vlog, đọc nói với anh em, thì xin Chúa là Chúa Thánh Linh vận hành trong tấm lòng đọc trước, để lời đọc nói ra là chính là lời Thánh Linh thì nó sẽ có giá trị và vận hành. Thế nên là anh em hãy nhớ, công việc chia sẻ lời Chúa là công việc nguy hiểm, nhưng nó lại rất hệ trọng. Đừng nghĩ nó nguy hiểm thì không làm,
nguy hiểm nhưng nó cấp bách, nó hệ trọng, nó quan trọng, nó cực kỳ gấp gáp rồi. Bây giờ chúng ta phải chia sẻ lời với ông trời, mặc dù nó nguy hiểm và nguy hiểm đến thế nào nữa thì chúng ta vẫn phải chia sẻ lời với ông trời. Chúng ta phải cố gắng cảnh giác, cố gắng cẩn thận trong từng lời nói của mình, chia sẻ lời với trời cho người ta để linh hồn đã được cứu. Và lúc nói sơ qua về Thánh đồ Phaolô đã từng khuyên là không ai trong anh em nên tự lập mình làm thầy. Ở đây thực ra thì không phải là Thánh đồ Phaolô nói rằng là làm thầy thì không tốt, mà ý là Thánh đồ Phaolô muốn nói là nếu anh em lập làm thầy thì anh em sẽ bị xét đoán nhiều hơn. Khi anh em chia sẻ lời Chúa thì anh em cố gắng cân nhắc, cố gắng tự xét đoán bản thân mình, và luôn luôn cẩn trọng để chọn những câu nói rõ ràng, ý nghĩa và không gây hiểu nhầm để chia sẻ giảng và dạy lời của Đức Chúa Trời. Chia sẻ là phúc âm tin lành của Chúa, phải nhớ cẩn thận vì nó rất là nguy hiểm. Nói sai, nhiều người ta không hiểu, người ta sẽ nói anh em tà giáo. Nhiều người ta lại không hiểu, người ta nói anh em lại giả hình. Rồi là có rất nhiều các đánh giá nó rất là khác trước mặt Chúa. Trước mặt Chúa những gì chúng ta nói ra là những gì chúng ta sẽ chịu trách nhiệm đối với Chúa. Không ai chịu trách nhiệm thay những gì mà chúng ta nói. Chính chúng ta sẽ chịu trách nhiệm những gì chúng ta nói với Chúa. Cho nên công việc này nó rất là nguy hiểm. Nên sự nguy hiểm này đối với Lộc là một sự nhắc nhở để Lộc luôn đến tìm đến với Chúa trong sự ngọt ngào trong lời của Chúa, trong sự hiểu biết sâu sắc và sâu nhiệm lời của Chúa, để luôn được vững tâm để làm công việc hệ trọng này một cách hoàn thành, vì nó ước ao nhìn thấy được dân tộc Việt Nam sẽ thờ của Chúa, nó ước ao nhìn thấy hàng nghìn người, hàng triệu người thờ của Đức Chúa, nó ước ao nó nhìn thấy và nắm bắt thấy được khải tượng của mình, được xem thấy người ta thờ phượng Chúa. Đó là những gì mà nó cũng muốn chia sẻ, và nó cũng thúc giục nói anh em hãy chia sẻ lời Đức Chúa, hãy đến gần Chúa, Chúa sẽ đến gần anh em. Với những gì nó chia sẻ khích lệ và khuấy động lòng anh em, để cho Thánh Linh sức dầu cho anh em và vận hành cho những gì đọc nói trong lòng của anh em và ấn chứng. Và cuối cùng là hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo. Nguyện Chúa ban phước cho anh em thật nhiều. Cảm ơn anh em đã xem video, anh em sẽ ủng hộ chia sẻ video này và comment.